Xin cho khói trầm thơm kết thành mấy năm sắc, dâng lên khắp mười phương cung dường vô lượng Phật. Vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng, nơi pháp giới dũng thông kết đài sen rực rỡ, nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh theo đường giới định tuệ quay về trong tỉnh thức, ngưỡng nguyện thiện nam tín nữ Phật tử, oan trái nhiều đời đều được tháo gỡ, oán thù bao kiếp thấy đều tiêu tan, não phiền dứt sạch xa lìa, khổ ách nghiệp chướng tiêu trừ, bốn mùa khỏe mạnh, mạng vị bình an, trên dưới thuận hòa căn lành thêm lớn, thân tâm không phiền não được nhẹ nhàng an lạc, niềm tin vững chắc phước thọ tăng long, mọi việc hanh thông, sở nguyện tùy tâm sở cầu như ý, tật bệnh nghiệp chướng tiêu trừ, gia đình hưng thành, quyến thuộc tăng phước hoàng duyên, nhất thiết ác duyên tất giải tiêu diệt, giới hương định hương dư huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biên pháp giới, cung dường thập phương vô lượng tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài, nay con nguyện quy y diện trừ vô lượng tội, dâng lên lời tang thán, ức kiếp vẫn không cùng, Phật chúng sanh tánh thượng rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đê châu vi đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sang ngời, trước bảo tòa thân con ảnh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quy y, chi tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biên pháp giới qua hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiện thanh tăng thượng trụ tam bảo.
chi tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Long Hoa Giáo Chủ Đường Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chi Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Thỉnh chư thiên tự dục ma giới vân đại sâu cõi đến thiên cung sắc giới hữu hình chư thiên đã tạo duyên lành do theo phước quả thiện sanh đến giờ các ngài ngự bên bờ đồng ruộng hoặc hư không châu quận thị phường non xanh rừng rậm đất bằng hoặc nơi quang cảnh sông làng gần xa xin đồng thính giả xóa chữ chung càng tháng bà lông chúng nơi nơi đầm ao thành quách lâu đời hoặc là sông nước biển khơi trùng trùng pháp vi diệu nghìn thân năng ngôn đạo thầm thầm kiên khổ khó vào ngày càng tháng lũng qua mau đâm si trần cảnh đuôi đầu tử sanh đây là giờ chuyển kinh vô thường đây là giờ đông tụng pháp âm lời vàng lý nghĩa cao thâm xin chư hiền giả lăng tâm thọ trì đây là giờ chuyển kinh vô thường đây là giờ đông tụng pháp âm lời vàng lý nghĩa cao thâm xin chư hiền giả lăng tâm thọ trì đây là giờ chuyển kinh vô thường đây là giờ đồng tụng pháp âm lời vàng lý nghĩa cao thâm xin chư hiền giả lăng tâm thọ trì pháp vi diệu rất sâu vô lượng trăm ngàn muôn
kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe được xin tri tùng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm bầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Chuyện Pháp Luân tôi được nghe rằng, một thời Thế Tôn trú ở vườn này, thành Ba La này. Bây giờ Thế Tôn gọi năm tỳ khưu đến giải thế này. Có hai cực đoan người tu nên tránh, một là ham thích hưởng thụ năm dục, hai là khổ hạnh ép sát hành thân. Hai con đường này dẫn đến xa đọa bê tắc tội tâm. Con đường Như Lai đã tìm ra được, gọi là trung đạo. Tránh hai cực đoan đem lại trí tuệ, thấu suốt bản chất của bốn sự thật. Sự thật về khổ nguyên nhân sinh khổ, sự thật hết khổ con đường thoát khổ. Này các tỳ khưu, trung đạo là gì? Là con đường sống lành mạnh thanh toan. Rời hai cực đoan có tam thành tố, thấy biết đúng đắn, suy nghĩ hợp lý, nói năng hợp lẽ, hành vi hợp đạo, nuôi mạng hợp pháp, siêng năng chăm chỉ, chú ý đúng mực, tâm trí ổn định. Này các tỳ khưu, thế nào là khổ? Có sinh có khổ, và bên ắt khổ chết càng khổ hơn. Xa lìa người thương, cảnh vật ưa thích, chúng đụng kẻ ghét, trái ý nghịch lòng. Muốn mà không được, điều sinh khổ đau. Lầm tưởng thân tâm gồm năm tổ hợp, hình thể cảm giác, trí giác hiểu biết, tình cảm phản ứng, sao lưu chuyển giao, là ta của ta. Khổ đau càng dày, này các tỳ khưu, cái gì sinh khổ? Chính là tham ái, ham thích đông say, mê mẩn đối tượng, thuộc sáu cảnh trần, hòa ca cảnh trời, hữu sắc vô sắc, hay muôn trưa tồn, cùng với trời đất, hay qua chán ngang, nên muôn chấm dứt, một lần mãi mãi, không còn dính mắc bất kỳ thứ gì. Ở trong ba cõi vắng lặng an tình, này các tỳ khưu, muôn chấm dứt khổ, cần phải
gồm tam thành tô thấy biết đúng đắn, suy nghĩ hợp lý, nói năng hợp lẽ, hành vi hợp đạo, nuôi mạng hợp pháp, siêng năng chăm chỉ, chú ý đúng mực, tâm trí ổn định. Này ca tỳ khưu, nhờ thấu suốt được bốn sự thực này, Như Lai thấy rõ, biết rõ biết đúng, biết không sai lầm, chấm dứt hoài nghi, không còn mê tôi về sự thật khổ. Một điều trước đây khi chưa giác ngộ, không nghe không biết rằng thực tính khổ có mặt cùng không trong cả tam giới. Cõi của ham muốn tức là cõi dục, cõi mang hình tướng của nhiều gian sông, ánh sáng âm thanh vang lặng trong sạch, thường gọi cõi sắc hoặc cõi vía diệu, không có hình hài thuần túy ý niệm, nên gọi vô sắc. Này ca tỳ khưu, Như Lai thấy rõ, biết rõ biết đúng, biết không sai lầm, chấm dứt hoài nghi, không còn mê tôi về nhân sinh khổ, là do ham thích dục lạc, ham thích thanh tịnh, ham thích tịnh diệt. Điều mà trước đây khi chưa giác ngộ, không nghe không biết. Này ca tỳ khưu, Như Lai thấy rõ, biết rõ biết đúng, biết không sai lầm, chấm dứt hoài nghi, không còn mê tôi đối với hết khổ, tức là niết bàn, không còn ham thích với số cảnh trần, không còn ước muốn sống lâu sống mãi, không còn mong mỏi đoạn tuyệt hoàn toàn với mọi tồn tại. Này ca tỳ khưu, Như Lai thấy rõ, biết rõ biết đúng, biết không sai lầm, chấm dứt hoài nghi, không còn mê tôi đối với con đường thoát khỏi khổ đau, gồm tam thành tố. Điều mà trước đây khi chưa giác ngộ, không nghe không biết. Này ca tỳ khưu, con đường thoát khổ có tam phần này, cần được thấu hiểu, cần được thứ hành, cần được chứng ngộ, và bốn sự thần, các hiện tượng khổ, nguyên nhân sinh khổ, chấm dứt khổ đau, con đường thoát khổ cần được thấu hiểu, cần được thân hành, cần được chứng ngộ. Này ca tỳ khưu, trước đây Như Lai khi chưa thấu hiểu, khi chưa thân hành, khi chưa chứng ngộ bốn sự thân này, Như Lai chưa từng tuyên
bố mình là người đã giác ngộ, và chỉ sau khi Như Lai thấy rõ, biết rõ thực tình của các hiện tượng và bốn sự thật, Như Lai khẳng định, Như Lai đã chứng vô thượng chánh giác, không còn lạc trôi luân hồi sinh tử trong luân phạm tội, được Phật giảng giải ngài kiểu trần như một trong năm vị tỳ khưu đệ tử chăm chú lắng nghe với trọn tâm lòng thanh tịnh trong sáng, chợt thâu triền được bản chất đích thực của các hiện tượng. Cái gì có sinh ắt phải có diệt, và khi pháp thoại vừa được giảng xong, chư tiên xa gần trên khắp địa cầu, trên khắp thiên hạ, từ đại thiên vương tam thập tam thiên và ma đầu xuất hoa lạc tha hoa sắc giới phạm thiên đồng thâm ca ngợi lời dạy của Phật, không ai sánh bằng âm thầm tán tụng bảy mười phương xưa đồng vọng ngân nga. Chín ngày lúc ấy Thế Tôn tuyên bố, này kiều trần như con đã mở được con mắt diệu pháp, thấy được hiểu được thần tính hiện tượng, từ đây tôn giả được gọi là người có con mắt pháp. Đây là bài giảng đầu tiên của Phật sau ngày giác ngộ dưới bóng Bồ Đề, nên được đời sau kính cẩn xưng tụng kính truyền pháp luân. Kệ xưng tăng đại lễ tam hợp, rằm tháng tư gâm ngày khánh đảng, đại niết bàn thành đạo dễ nào quên, không năm châu nghe ngút nguyện hương trầm, chúng đệ tử vui niềm tình làng, kính lại Phật Đà Gia diệu giang, Đà Ma Gia luật luận chư kinh, tăng già gia vị đạo quên mình, bởi bi độ lục tình cứu độ, chúng con lỡ phước lành chưa đủ, tri cung toàn nên mãi trầm luân, vọng tử sanh sau nẻo xoay vòng, bốn đường dư vào ra không khổ, nhớ thân xưa nguyện thành mười độ, đầu xuân Đà Giang hạ trần giang, ca tỳ la nhạc trỗi cung vàng, trung ân đổ mây người năm sắc, vì chúng sanh nương tâm ga vòng, nguyện cao dày kinh chúng thọ sanh, đứng ma gia mộng ơn điềm lành, thấy vội trắng sau ngà đẹp đẽ,
rạng núi ngọc bảy màu diêm lệ, tỏa hương trời ngào ngạt tinh không, hoa vô vạn thuở xuất trần, ưu đàm miên ngàn năm thâm mại, ba hai tương quang minh tuyệt đại, tám mươi vẻ người ánh tinh vân, tướng trang nghiêm cao cả bối phần, tương kết tụ tam muôn phước huệ, từ thái bào không rây huyết uế, bảy bước đi nở bảy sen vàng, từ dung mi cúc cách phi phàm, chỉ thượng hạ cao tuyên trời đất, chỗ nương tựa nơi ta là thật, giác ngộ này vô thượng thanh linh, thương chúng sanh lặng hợp mê tình, mãi xuôi ngược khổ cầu giả vọng, hai chín tuổi cung vàng quyết trăng, bỏ thế nhi tìm lối xuất gia, mấy năm tu khổ hạnh trần già, dưới đại thọ bồ đề thiền tọa, bên ni liên đêm kia chứng quả, đang tam minh thô suốt đạo màu, hàng thiên ma lớp lớp quy chầu, khắp ba cõi địa cầu rung động, rừng long giả pháp luân chuyển băng, đổ năm thầy thính tử đầu tiên, bốn lăm năm hoàng hoa bảy miền, cứu ức triệu sinh linh đồ thang, đạo vô biên từ nay chiếu rạng, khắp trời người vô đức hân hoan, suối từ bi thanh vị chảy tràn, cam lộ thủy dung đời đại hạn, tám mươi tuổi duyên trần viên mãn, rừng xa la Phật nhập niết bàn, lòng cha lành khuyên dạy chư tăng, hữu vi pháp vô thường biến diệt, khá tinh cần đến nơi giải thoát, từ muôn sau kinh luật là thầy, lời ngọc vàng vàng thuở còn đây, ba tạng bao suối nguồn nguyên thủy, lại như lai đúc người chắc tuệ, vừa không thời chiếu tỏ trần gian, đệ tử hôm nay dưới bóng sen vàng, dâng lễ vật nhân ngày tam hợp, đón khanh đảng niết bàn thành đạo, hương hoa đăng bên giác tìm về, bỏ ai hạ sinh tử tình mê, nguyện xa đoạn trăm điều trói buồn, duyên phận đạo thân người khó được, sám nguyện lòng thân tình kiên trì, gắn trong lành ngũ giới tam quy, chăm bố thí tham thiện niệm Phật, sống thầm thiện hành ba la mật, theo gốc người kinh luật chi tôn, thánh hiền tăng tam thế soi đường, chúng đệ tử viên thành đạo quả, lại Phật tổ đức dạy cao cả, rải
từ bi gia hộ chúng con, phước huệ tu tịnh trí châu toàn, trước nghịch cảnh tâm không lấy chuyện. Nam mô Phật Pháp Tăng chứng nguyện, Nam mô Phật Pháp Tăng chứng nguyện, Nam mô Phật Pháp Tăng chứng nguyện. Nguyện cầu tam hương mười phương chúng sanh ba cõi sau đường an vui, dân trừ oan trái nhiều đời, bao nhiêu thống khổ lần hồi tiêu tan, rời xa nhiều hại nguy nan, bỏ lòng hẹp lượng mưu toan lợi cầu, chúng sanh in bền sống lâu, thành tựu đầy đủ phước sâu đứng dậy. Nguyện cho an lạc từ nay, giúp trừ khổ não đắng cay oan hờn, dâng trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu hoạn nạn ưu phiền tự ly, ngưỡng cầu tam bảo chứng trí, sống đời thánh hạnh từ bi vẹn toàn. Nguyện công đức tu trì hồi hướng khắp chư thiên, bậc thiên thần hộ pháp, nhiều oai đức thần lực, ngự khắp cả trần hoàn, hư không giới thiên giới, xin các ngài tùy hỷ công đức chúng tôi làm, rồi hộ trì Phật pháp mãi soi sáng nhân thiên, quân độ hưởng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp, mẹ cha và thầy tổ quyến thuộc cùng chúng sanh, được hạnh phúc dài lâu, thiểu bệnh dứt khổ sầu, ngày ngày vui tu tâm, tinh tấn trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Con xin hồi hướng phước lành, cấm cùng pháp giới chúng sanh gọi nhuận, mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phá tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sau đường, do nhờ thực phẩm bao tồn mang căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả tùy nhân nguyện. Cầu nguyện công đức đa làm, kết duyên lành giải thoát, đoạn nghiệp chướng não phiền, quả niết bàn chứng đạt, nguyện chánh pháp lưu truyền, phổ cập khắp thế gian, chúng sanh thường tịnh lạc, Phật đạo chung viên thành. Nam mô thập phương chư Phật vô lượng Bồ Tát Thánh Hiền, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp tôn thần, già Lam Thanh chúng
Thủy từ lân mẫn chứng minh gia hồn. Pháp âm phổ chiếu Phật Pháp thân truyền. Thiền môn ma thanh tịnh hại chúng an hoàng. Bách gia hộ đạo trăm họ quy y. Phước duyên tăng trưởng hạnh nguyện viên dung. Ngưỡng nguyện thương chúc Phật nhược tăng huy pháp luân thường chuyên. Phong điều vũ thuận quốc thái dân an. Phổ nguyện chư thiện nam tín nữ Phật tử. Ba già ba tánh thân tâm thường lạc. Tứ đại điều hòa gia đình hưng thành. Bửu quyến đoạn viên nhất thiết ác duyên tất giải tiêu diệt. Bồ đề tâm tăng trưởng đạo nghiệp viên thành. Âm siêu dương thới pháp giới chúng sanh. Tình dữ vô tình giai công thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Từ quy y tăng đương nguyện chúng sanh thông ly đại chúng nhất thiết vô ngại.